Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 14 ngày 15 tháng 7 năm 2024. Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ, trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Trong đó, đồng bằng và ven biển mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28 đến 30 độ C, phía Nam 31 đến 33 độ C. Tây Nguyên mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết ngày 15 tháng 7 năm 2024 cho các tỉnh thành phố trên cả nước.